Máy phun khói cho vườn quế là một thiết bị hữu ích giúp kiểm soát sâu bệnh và bảo vệ cây trồng trong vườn quế. Chức năng và lợi ích: kiểm soát sâu bệnh. Máy phun khói giúp tiêu diệt sâu bệnh và côn trùng có hại, bảo vệ cây quế khỏi các tác nhân gây hại. Tăng hiệu quả phun thuốc. Khói lan tỏa đều khắp vườn, đảm bảo thuốc tiếp xúc với tất cả các phần của cây, kể cả những khu vực khó tiếp cận. Sử dụng máy phun khói giúp tiết kiệm thời gian và công sức so với các phương pháp phun thủ công. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động. Máy phun khói bao gồm các bộ phận chính sau: bình chứa đựng dung dịch thuốc bảo vệ thực vật hoặc dung dịch diệt côn trùng, động cơ tạo áp lực để phun khói ra ngoài, ống phun dẫn khói đến các vị trí cần phun trong vườn. Nguyên lý hoạt động của máy phun khói dựa trên việc đốt cháy nhiên liệu để tạo ra khói, sau đó khói được trộn với dung dịch thuốc và phun ra ngoài. Cách sử dụng máy phun khói: chuẩn bị dung dịch phun, pha loãng thuốc bảo vệ thực vật hoặc thuốc diệt côn trùng theo hướng dẫn của nhà sản xuất, đổ dung dịch vào bình chứa, đảm bảo bình chứa sạch sẽ trước khi đổ dung dịch vào. Khởi động máy, bật máy và chờ đợi cho máy đạt nhiệt độ cần thiết để tạo khói. Phun khói, di chuyển máy phun khói khắp vườn quế, đảm bảo khói lan tỏa đều để thuốc tiếp xúc với tất cả các cây. Lưu ý khi sử dụng, đảm bảo an toàn, đeo khẩu trang, kính bảo hộ và quần áo bảo hộ khi sử dụng máy phun khói. Kiểm tra máy định kỳ, bảo dưỡng máy phun khói thường xuyên để đảm bảo hiệu suất hoạt động. Tuân thủ hướng dẫn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và máy phun khói theo hướng dẫn của nhà sản xuất để đảm bảo an toàn cho người sử dụng và hiệu quả cho cây trồng. Máy phun khói có nhiều công dụng quan trọng trong nông nghiệp và các lĩnh vực, ví dụ như kiểm soát sâu bệnh, bảo vệ cây trồng, kiểm soát muỗi và côn trùng. Ngoài ra, máy phun khói còn được ứng dụng trong công nghiệp và gia đình, có thể sử dụng để phun dung dịch khử trùng, khử mùi trong các nhà kho, nhà xưởng và các khu vực công cộng. Sử dụng máy phun khói mang lại sự an toàn và bảo vệ môi trường. Giảm sử dụng hóa chất, máy phun khói có thể sử dụng lượng thuốc bảo vệ thực vật ít hơn so với phương pháp phun thông thường, giúp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. An toàn cho người sử dụng: khi sử dụng đúng cách và tuân thủ các biện pháp an toàn, máy phun khói giúp người sử dụng tránh tiếp xúc trực tiếp với hóa chất. Cảm ơn quý cô chú, anh chị cùng các bạn đã theo dõi video. Để biết thêm thông tin chi tiết về máy phun khói, quý cô chú anh chị và các bạn vui lòng liên hệ 024-3838-3456 hoặc truy cập máy móc việt.vn. Hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn trong các video tiếp theo.